Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đôi non cao mắt nơ đến ngủ vùi. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao dẫn cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thẫm những cơn mưa lòng tôi. Ngày hôm qua những mây bay háo huyền sắc xưa kỷ niệm, để giờ đây tôi vẫn vương bao muôn phiền. Ngày hôm qua tan biến màu như khắc sâu mãi trong tâm hồn, để lòng tôi thêm chót yêu như ngày xưa. Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ. Chuyện tình tôi sống bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man mơ tiếng mưa rơi lòng tôi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Cất. Bà làm gì vậy bà nội? Sao tôi phóng phi tiêu nãy giờ bà không chết vậy? Mày phóng mày cũng lựa chỗ mày phóng. Mày nghĩ thì sao á? Mày phóng vô nách tao thằng nhỏ mà cười là phải rồi. Nhưng mà khúc này là bà đóng vậy mà chết, bà hiểu không? Là tôi phóng ở đâu mà cũng có diễn mà bà chết chứ. Nhưng mà đạo diễn biểu mày phóng ở đâu? Mày phóng vô tim. Phóng vô tim thì mày phóng tim tao. Bây giờ muốn phóng vô tim luôn hả? Đạo diễn. Đạo diễn đó rồi. Về đây. Về đây, về đây. Trời ơi. Trời ơi. Không thể nào tưởng tượng được cái đoạn phim này. Cái chỗ điểm quay là chỗ này mà monitor nó bỏ đâu ba thước, ba cây số xuống dưới kia kìa. Mỗi lần kêu cắt là phải chạy xe từ ba cây số chạy tới đây. Ông nội, đừng cắt. Ông đạo diễn á hả? Thì tao là đạo diễn. Ông mặc gì kỳ vậy? Đạo diễn. Ăn mặc gì kỳ vậy? Bởi vì không có diễn sâu, không có biết gì hết. Là sao? Làm cái này làm cái gì? Cổ trang đúng không? Đúng rồi. Thì mình mới quán làm gì giống như cổ trang. Gì vậy? Nó hợp vai. Thì diễn viên người ta quá trang thôi. Ông đạo diễn ông làm gì nữa? Tôi làm như vậy để tôi lấy được cái tâm lý đi sâu vào nhân vật của các người. Thôi rồi. Trời ơi, anh có tâm quá vậy. Tôi được đào tạo nước ngoài mà. Ủa vậy á hả? Đào tạo nước ngoài. Ở đâu? Nước nào vậy ở anh? Cái nền điện ảnh Hollywood. Nước ngoài đó, nói chung là ở ngoài nước á. Không rồi. Không bộ phải, này là bộ tóc giả ông lụm đâu vậy? Ông lụm đâu hồi qua quay phim kia là cái đầu ông chọc lóc, không có miếng tóc. Quay chọc lóc đúng không? Ừ. Hôm qua quay phim Thiếu Lâm Tự. Diễn diễn xong chưa? Ủa tôi kêu ngừng mà tại sao nãy giờ giới thiệu lý lại cứ diễn cái gì vậy diễn? Tại mấy đứa chưa biết. Trời không phải. Trời diễn mấy... sao vậy? Bé bé cái con khỉ người ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền, nên nhớ là tôi bỏ ra 200 triệu để tôi làm video clip cho tôi. Trời đất ơi, kêu cái con mà bạch cốt khỉ nè ra diễn chung với tôi. Nghiệp dư quá, dẹp đây đi. Mà nói nghiệp dư, mà tao tôi xúc mày luôn không? Mày nói nghiệp dư. Để cái gì vậy bà Thiếp? Bà nói ai nghiệp dư? Bà nghĩ sao bà nói đám này nghiệp dư? Tôi nói cho bà biết nha. Dù gì á thì tôi cũng thuộc dạng mà ngôi sao mà hàng sáu của điện ảnh này nha. Nha. Bà đừng có Em không có nói Hòa nghiệp dư, mà em nói cái con bạch cốt khỉ này nghiệp dư. Hòa đóng với em xứng ghê lắm nha Hòa, nha, nha. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, mình đừng quay nữa. Nếu mà tình hình như vậy thì khó quá. Diễn viên mà không làm cho bé hài lòng. Diễn. Thì mình tiếp tục mình quay đi. Cái gì? Ông bỏ rồi ông quay hả? Diễn ông coi tôi ra cái gì giờ tôi không quay nữa nè. Tôi không quay nữa. Không quay. Càng qua. Quay ha. Nghỉ đi một chút, 15 phút sau quay tiếp. Trời ơi. Bây giờ vậy. Cái gì vậy? Bé. Để qua năn nỉ con kia.
bé nghe anh nói nè. Cái gì? Bé hả? Kêu cái gì? Bé. Thôi 59 tuổi rồi. Trời ơi, bé giải thích quá. Bé đâu cần phải giải thích, bé 59 tuổi mà phải kêu con bé. Cái gì cũng vậy, bé hết sức bình tĩnh. Để anh sẽ nói chuyện với lại bên kia. Nói là bé bỏ tiền ra nha. Bé bỏ tiền đúng không? Trời ơi, da mặt đẹp quá. Bé là tiểu yến ti. Ôi da, cái gì? Trời ơi, bình tĩnh. Ê, cái gì? Ông đạo diễn cái kiểu gì vậy? Hả? Cái gì? Hả? Ông đạo diễn kiểu gì mà ông ham tiền quá vậy? Không phải là ham tiền. Hả? Ông ham tiền cái gì nữa? Hả? Ông nghĩ sao cái mặt bả hả? Già như bà ngoại tôi vậy đó. Bả chỉ có bỏ tiền ra cái là ông kêu tôi dễ nếp nhăn, tôi diễn da già, còn bả diễn da trẻ làm sao? Không phải. Phải có nghệ thuật thì phải có nghệ thuật. Không hiểu. Bây giờ tôi chưa thấy nghệ thuật gì hết nè, giờ sao? Nghệ thuật nè. Ông định dùng tiền ông mua tôi á hả? Ủa dè, chị đưa nè. Xin lỗi nha, tôi là làm nghệ thuật chân chính nha. Bao nhiêu đó tiền mà nghĩ mua được tôi hả? Ấy nó ít quá, nó ít quá, nó ít quá. Ta khinh. Ta khinh. Hai cái cộng lại thì được. Quay liền đi chị, quay đi chị. Trời ơi, làm gì đâu? Phi Phi đâu? Phi Phi! Nó chịu rồi, nó chịu rồi. Phi Phi, dậm mặt. Cái gì vậy? Dặn bé anh? Bên đây nè. Ủa vậy hả anh? À dạ em xin lỗi anh. Đây mới quan trọng nha. Chị! Mày nghĩ sao lấy đầu bùi chù son chậm mặt tao? Chị làm gì vậy chị? Đầu chù son. Trời ơi! Cái bông phấn em mua từ Mỹ vậy đó chị. Bông phấn than hoạt tính, càng già dặm càng trẻ đó chị. Vậy hả? Ôi vậy xin quá. Lỗi trời ơi! Chuyên nghiệp quá. Thiệt tình à. Thiệt cái nghề mà không có cho người ta làm gì hết trơn à. Anh ơi sao nó mách cúp mà nó giọng mẹo quá vậy anh? Nó nghe nè, phấn này mày mua ở đâu vậy? Dành cho người già. Mày nói ai già? Bà chứ ai. Trời ơi, diễn. Nó nói tôi già kìa. Bé. Trời ơi, bé thấy cưng quá à. Bé dễ thương dễ sợ luôn đó. Trời ơi, khổ quá. Để hợp kính. Qua đây. Trời ơi, nó phải có tiền mà đưa tôi làm đâu trời. Ai mượn đưa ngu, đưa ráng chịu chứ. Nó bị khùng quá. Đây, con lại. Đừng có nói thẳng vậy, đúng không? Con lại mấy mẹ, bây giờ như vậy. Dạ, sao anh? Ráng cho tôi đi. Thì còn có mấy phân đoạn nữa thôi. Dạ. Làm mình xong rồi. Cái phim này mà nó ra một cái nha. Đi thi giải ớt kha liền. Cái giải gì? Ớt kha. Ớt kho thôi. Ớt kha. Một cái loại giải mà một nền điện ảnh cao nhất. Oscar. Oscar thi không nổi đâu, ớt kha thôi. Trời ơi. Ừ, hiểu không? Giải chắc cũng sớm không làm quá. Không, ở của bà Bảy. Bảy. Nó là giải ngộ quá anh. Chắc không phải giải thiều đâu hả? Thôi tôi thấy là giải tán là vừa đó nha. Dạ. Mình phải làm như vậy. Dạ. Thì mày ghen nó đi. Ráng đi. Ôi nhưng mà như này đó, bà già bà xấu quá. Tính đúng sao giống vậy hoài sao được. Trời đất ơi. Trời ơi cực khổ. Bà xấu không có làm được. Sao bà quay mà cứ mưu bà đèo tôi không hung hoài à. Có người già gì bột mì tinh nè trời. Trời ơi. Thiệt đó. Mà thôi đây xong nè. Đó 200. Ủa cái gì tôi đâu? Ôi tôi đi về Sài Gòn. 200 chia là 4 đi. Chia 4 của ông nữa hả? Một lát nữa tôi qua tôi bên kia nữa tôi giải thích cho. Đây này, camera mắt cấp diễn viên chính là diễn viên nữa. Nó qua mắt cấp cho bả đi. Ừ, qua đây, làm nhiệt tình đi. Qua làm nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên không? Làm nhiệt tình lên đi. Nè tôi giảm đầu đi. Rồi. Làm nhiệt tình. Chị. Ôi nghe. Chị đẹp. Nghe anh chị nha. Giọng phấn xịn đàng hoàng nha. Dạ dạ. Phim này mai mốt đi thi giải ốc ma đó. Đẹp dễ thương. Trời ơi nghe lời đi. Còn có mấy phân đoạn nữa thôi là mình đi về Sài Gòn rồi hiểu không? Mà tính sao chứ vậy hoài sao được. Bà cứ ngày bà me đè không hoài à. Rất là qua nói chuyện bên đó lấy nghệ thuật. Sao vậy rồi? Sao vậy? Dành dài, dành dài. Ừ, để qua. Trời. Cái gì vậy anh? Anh nói vậy. Gì vậy? Làm gì vậy? Sao em cái sao vậy? Cái tai tai nghe em ổn không? Trời ơi. Ủa mày mày ảnh đôi dép tao ông lên mặt bà. Ôi, trời ơi. Ê, mày làm lố quá vậy mày. Trời ơi. Em kiếm đâu, không cần kiếm. Đẹp hay xấu?
Mẹ. Cái này là mình phải giữ để mình tạo cái sự bất ngờ và bất ngờ cho bé luôn, để sau này khi ra một cái master chuẩn á, bé cầm bé coi là bé cảm thấy là bé chịu không nổi về sắc đẹp của mình. Dạ. Cái này nó lên cái level hết hồn rồi chứ không còn bất ngờ nữa rồi. Dạ. Đúng rồi. Chị yên tâm về em làm được lắm chị. Dạ dạ. Tại giờ nè. Lắm. Bây giờ bé nhớ em anh. Cho anh tờ thằng mắt cắp đẹp nè. Dạ cảm ơn chị. Bé cứ yên tâm. Cái cảnh này là bé bị phóng vi đao vô hai con mắt. Thôi, vô mắt đuôi xấu xấu lắm. Không phải, tại bé không, cái nét đẹp bên ngoài của bé, cái nét đẹp, cái nói chung là cái body bên ngoài đó là body good rồi. Bây giờ nữa cái inside á, cái inside. Cái beautiful inside á là cái nét đẹp tiềm ẩn bên trong á là bé chưa có, cho nên là chỉ cần bé diễn sâu thôi, khi mà phóng vô con mắt rồi, đâm vô mắt bé phải nhắm lại. Đau đớn quá mà. Hiểu không? Đau đớn, máu chảy quằn quại như chó dại lên, la hét coi như là ghê gớm, diễn tả khốc liệt lên. Rồi 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 nha. Nhưng mà chỉ quay một tết thôi nha, không quay một hai tết đâu. À, không rồi. Quay hai tết đâu. Bé yên tâm, trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Rồi lại đây lại đây. Đây chuẩn bị làm khúc bổ cái chuyện nha. Rồi cầm đây lấy xì lết. Rồi hiện trường lên nha. Chưa tới nơi rồi. Rồi. Tất cả chuẩn bị. Được chưa? Yeah. Chết thì mày chết. Sao vậy? Đâm cái đau rồi mày chết. Cái gì anh? Gì vậy? Đâm cho ba chết. Trời. Đau không? Không. Sao không đau vậy? Ba làm muốn đau quá hả? Đồ giả làm sao đau? Vậy là chị muốn đau đúng không? À. Sao ba không nói sớm? À! Ôi da con quỷ. Đau chưa? Giết to hả? Gì vậy anh? Trời ơi. Ôi. Bạo lực quá vậy cưng. Không phải. Phóng như con mắt. À phóng như con mắt đó hả? Tôi cần phóng như con mắt. À dạ rồi. Đâm thẳng vô mắt. Đâu biết đâu tưởng làm sao cho bả chết là được rồi chứ. Phóng như con mắt. Rồi rồi rồi. Chứ không phải phóng vô con mắt. Phóng giả bộ đi nha bà. Rồi rồi. Ừ. Rồi quay đi cái này. Rồi chuẩn bị á. Em thấy em rồi. Rồi máy chạy. Vô. Camera. Action. Vì ai gieo cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của Hả? Đạo diễn Đoàn Sống Giang đâu rồi? Là